Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân mến. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng cô học về cách nói thời gian trong tiếng Anh nhé. Telling the time, hour and minute. Cách nói thời gian, giờ trước, phút sau. Để hỏi giờ trong tiếng Anh, chúng ta thường dùng mẫu câu hỏi như sau. What time is it? Và trả lời là is cộng với hour, nghĩa là số giờ, cộng với minute là số phút, và cộng với o'clock. Trong đó, is là viết tắt của it is. O'clock để trong ngoặc, có nghĩa là các con có thể đặt nó ở cuối câu hoặc bỏ đi đều được nhé. Ngoài ra, chúng ta còn có thể thay từ o'clock bằng hai từ sau. Thứ nhất là AM, chỉ giờ buổi sáng. Đó là từ 0 giờ sáng cho đến 11 giờ 59 phút. Và PM, chỉ giờ buổi chiều và tối, từ 12 giờ trưa cho đến 23 giờ 59 phút. Now, look at these examples. 1. What time is it? Hãy nhìn vào đồng hồ nhé. Ở đây, các con thấy rằng kim ngắn đang chỉ số 7, còn kim dài chỉ số 12. Thế nên là bây giờ đang là đúng 7 giờ. Chúng ta có thể nói rằng It's 7 o'clock. Hãy nhớ rằng với giờ tròn, chúng ta nên thêm từ o'clock các con nhé. 2. What time is it? Bây giờ là mấy giờ? Các con còn nhớ số 15 trong tiếng Anh là gì không nhỉ? Đúng rồi, số 15 trong tiếng Anh đọc là 15. Vậy nên đáp án của chúng ta sẽ là It's 9:15. Bây giờ là 9 giờ 15 phút. Ví dụ số 3. 3. What time is it? Các con hãy nhìn vào đồng hồ và cho cô biết bây giờ là mấy giờ nào? Đúng rồi, 5 giờ 30 phút phải không nào? Vậy thì chúng ta sẽ nói tiếng Anh thế nào nhỉ? 5 là 5, còn số 30 là 30. Vậy 5 giờ 30 phút chúng ta có thể nói rằng It's 5:30. Rất đơn giản phải không nào các con? Excellent, good job. Và bây giờ, trước khi chúng ta bước vào phần chơi game để ôn tập thêm về cách nói giờ và phút, các con hãy cùng cô ôn tập lại cách đếm số từ 1 đến 60 nhé. Hey kids, can you count from 1 to 60? Let's try. 1 2 3 60. Okay, kids, now it's your turn. Ready? Here we go.
job. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Okay, bây giờ các con đã sẵn sàng tham gia vào trò chơi thời gian chưa nào? Are you ready? Let's go! Round 1. Choose the correct answer. Vòng số 1. Chọn đáp án đúng. Các con sẽ có thời gian là 10 giây suy nghĩ trước khi đưa ra đáp án của mình nhé. Question 1. What time is it? Đúng rồi, đó chính là đáp án C. It's 6 o'clock. Question 2. What time is it? Đáp án là gì các con nhỉ? Chính xác, đó chính là đáp án B. It's 9:20. Question 3. What time is it? Đáp án là gì các con nhỉ? Đúng rồi, đó chính là đáp án A. It's 2:15. Giờ các con đã thấy quen hơn với việc nói giờ bằng tiếng Anh chưa? Chúng ta hãy cùng nhau bước sang vòng thứ 2 nhé. Round 2. Look and say the time. Vòng 2. Nhìn giờ và vẽ đồng hồ. Các con sẽ có tổng là 10 giây suy nghĩ để vẽ nhé. Hãy cùng chuẩn bị giấy bút và một tờ nháp để chúng ta cùng vẽ đồng hồ nha. Question 1. What time is it? It's 5 o'clock. 10 giây bắt đầu. Các con đã vẽ xong chưa nào? Hãy cùng nhau kiểm tra đáp án của mình với cô nhé. It's 5 o'clock. Bây giờ là 5 giờ. Kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 12. Vậy nên chúng ta có 5 giờ đúng. Hãy cùng nhau đọc to với cô nào. What time is it? It's 5 o'clock. Question 2. What time is it? It's 5:30. 10 giây bắt đầu. Con đã vẽ xong chưa nhỉ? Hãy cùng nhau kiểm tra đáp án với cô nha. It's 5:30. Bây giờ là 5:30. Kim ngắn sẽ chỉ số 5, còn kim dài là chỉ số 6 các con nhé. Chúng ta hãy cùng đọc to lại đáp án một lần nữa với cô nha. What time is it? It's 5:30. Good job. Và câu hỏi cuối cùng. Question 3. What time is it? Is 7:45. 10 giây bắt đầu. Ok, cùng nhau kiểm tra đáp án của mình với cô nha. Is 7:45. Bây giờ là 7:45. Kim ngắn sẽ phải chỉ số 7, còn kim dài chỉ số 9 các con nha. Chúng ta hãy cùng đọc to lại một lần nữa đáp án với cô nhé. What time is it? It's 7:45. Excellent! You have done a great job! Như vậy, qua bài giảng này, các con đã nắm được cách nói về thời gian, giờ trước, phút sau trong tiếng Anh rồi đúng không nào các con? Rất đơn giản và dễ nhớ phải không? Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe.
và hẹn gặp lại các con ở trong những bài giảng tiếp theo nhé. Thank you and goodbye.